Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Quân đội Israel đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào giải Gaza chỉ vài giờ sau khi các tay súng Hamas tiến hành tấn công bất ngờ vào miền nam Israel vào hôm 7 tháng 10. Các diễn biến này khiến giới quan sát lo ngại sẽ có cuộc chiến tổng lực giữa hai bên. Nguy cơ cuộc chiến tổng lực Israel-Hamas mới ở Trung Đông Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết nước này đang trong tình trạng chiến tranh, đồng thời tuyên bố sẽ buộc đối phương phải trả giá chưa từng thấy. Trong hai ngày cuối tuần, Israel đã tiến hành chiến dịch tấn công vào giải Gaza với tên gọi gươm sắt nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Hamas tại Palestine. Các thống kê ban đầu cho thấy có hơn 400 người chết và bị thương ở cả hai phía. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phải nhóm họp khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang tại giải Gaza. Điều giới phân tích quốc tế lo ngày hiện nay đó là một cuộc chiến tổng lực quy mô lớn giữa Israel và Hamas Palestine sẽ bùng phát nhanh chóng tại Trung Đông với những hệ quả lâu dài ảnh hưởng xấu tới khu vực. Vào dạng sáng ngày 7 tháng 10, cánh vũ trang của phong trào hồi giáo Hamas ở giải Gaza với tên gọi Lữ đoàn cảm tử Al-Qassam đã bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thị trấn phía nam Israel. Nhóm này đã phóng hàng nghìn quả tên lửa tự chế vào nhiều thành thành phố và thị trấn nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Trước khi triển khai hàng trăm tay súng xâm nhập qua biên giới, đánh chiếm hàng chục điểm định cư giáp danh giải Gaza, đây là cuộc tấn công quy mô lớn và táo bạo chưa từng có của Hamas vào sâu trong lãnh thổ Israel kể từ khi quyền quản lý giải Gaza được trao cho người Palestine năm 2005. Quân đội Israel đã đáp lại bằng hàng chục đợt không kích liên tiếp vào các mục tiêu ở giải Gaza đồng thời cắt toàn bộ nguồn cung cấp điện cho vùng đất này. Ở trong nước, Israel ra lệnh động viên hàng nghìn quân dự bị, đồng thời triển khai tăng cường các đơn vị từ biên giới phía Bắc xuống phía Nam để hỗ trợ. Chính phủ Israel cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và sau đó chính thức xác nhận đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Với những gì đã và đang diễn ra, nhiều người cho rằng một cuộc chiến tranh thực sự đang bùng phát tại Israel và giải Gaza và hậu quả ban đầu của nó như chúng ta đã biết khiến hơn 4.000 người chết và bị thương ở cả hai phía chỉ trong hơn một ngày chiến sự. Số thương vong lớn đến mức gây sốc không chỉ cho người Palestine hay Israel mà cả với cộng đồng quốc tế. Hành động cứng rắn của cả hai bên dự báo con số thương vong còn tiếp tục tăng cao. Trong một tuyên bố mới nhất, quân đội Israel khẳng định Hamas đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi phát động chiến tranh chống lại israel và sẽ buộc phong trào này phải trả giá đắt điều khiến dư luận đặt câu hỏi là việc phong trào hamas bất ngờ tấn công israel dường như đã có sự chuẩn bị kế hoạch từ trước và hậu quả của hành động này họ có lẽ đã lường được đã có rất nhiều nhận định, đánh giá lý giải của giới phân tích khu vực cũng như quốc tế về động cơ, mục đích thực sự phía sau quyết định tấn công đầy bất ngờ và táo bạo của Hamas vào Israel. Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng cuộc tấn công hoàn toàn không phải là một hành động bột phát của Hamas, mà là một kế hoạch được xây dựng công phu, tỉ mỉ, có sự tính toán kỹ càng cùng sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng tham gia. Giới chuyên gia tin rằng Hamas hoàn toàn ý thức được phản ứng của Israel cũng như hậu quả của nó bởi cuộc đối đầu đẫm máu giữa hai bên không phải chỉ vừa mới bắt đầu mà đã kéo dài hàng chục năm trời với hàng trăm lần đụng độ gây thương vong trong quá khứ chưa có lần tấn công nào của hamas hay bất kỳ nhóm vũ trang nào khác nhằm vào israel mà không bị đáp trả và hành động đáp trả thường rất dữ dội và hậu quả nặng nề hơn rất nhiều lần so với tổn thất do hành động khơi mào xung đột gây ra và trên thực tế trong một số tuyên bố trong hai ngày qua các lãnh đạo hamas cũng khẳng định lực lượng này đã chuẩn bị sẵn sàng phương án Đối phó với mọi kịch bản tấn công trả đũa của Israel, bao gồm cả triển khai bộ binh quy mô lớn vào Gaza. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng Hamas cũng thừa hiểu với tương quan lực lượng và bối cảnh thực tế hiện nay, họ hoàn toàn không có khả năng giải phóng thêm bất kỳ phần lãnh thổ nào đang bị Israel chiếm đóng. Vì vậy cuộc tấn công này của Hamas về cơ bản chỉ mang ý nghĩa chính trị chứ không thể thay đổi được một cách căn bản hiện trạng trên thực địa trong đó thông điệp quan trọng nhất mà hamas muốn truyền tải đến thế giới ả rập và hồi giáo là cần phải duy trì niềm tin về khả năng có thể đánh bại israel trong tương lai để tiến tới giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của không chỉ người palestine mà toàn thể người ả rập và hồi giáo cuộc tấn công cũng nhắm đến mục tiêu trước mắt của hamas là ngăn chặn các hành động chấn áp ngày càng gia tăng của israel đối với người palestine đồng thời gây sức ép để buộc israel phải trả tự do cho hàng nghìn chiến binh hồi giáo mà chính quyền israel đang giam giữ thông qua việc trao đổi tù binh ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng hamas muốn cộng đồng quốc tế không được lãng quên mà cần phải dành sự quan tâm thỏa đáng đến vấn đề palestine Dư luận lo ngại một làn sóng bạo lực cực kỳ đẫm máu có thể bùng phát tại giải Gaza trong những ngày tới, tương tự như cuộc chiến kéo dài 11 ngày tại giải Gaza vào năm 2021 đã khiến hàng trăm người chết và bị thương. Giới quan sát cũng như dư luận khu vực đang hết sức quan ngại về nguy cơ bạo lực sẽ tiếp tục leo thang và bùng phát thành một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Có nhiều căn cứ củng cố cho mối quan ngại này, thứ nhất như chúng ta vừa đề cập trong lịch sử đối đầu giữa israel và hamas hay bất kỳ nhóm vũ trang nào khác trong khu vực israel luôn phản ứng rất quyết liệt trước hành động gây hấn trong trường hợp hành động thù địch gây thương vong với người Israel, tổn thất mà lực lượng gây hấn phải hứng chịu thường luôn nặng nề hơn rất nhiều so với những gì họ gây ra cho Israel. Và thực tế là ngay trong sáng ngày 7 tháng 10, Israel đã đáp trả bằng việc phát động một cuộc chiến dịch không kích dồn dập vào hàng loạt mục tiêu ở Gaza, khiến hơn 2.000 người chết và bị thương. Đến ngày 8 tháng 10, chính phủ Israel chính thức tuyên bố nước này đang trong tình trạng chiến tranh, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành thêm nhiều hoạt động quân sự tại Gaza trong những ngày tới. Trong bối cảnh đó, ở bên kia biên giới phía bắc Israel lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hamas tiến hành pháo kích vào khu vực C3 mà Israel đang chiếm đóng của Lebanon cuộc tấn công khiến quân đội Israel lập tức đáp trả đẩy cao căng thẳng trong khu vực và khiến nhiều người nghĩ tới kịch bản Israel có thể phải cùng lúc đối phó với hai mặt trận thù địch kịch bản này xảy ra sẽ khiến cục diện chiến sự tại Trung Đông trở nên hết sức phức tạp và khó lường nhất là sau khi một thủ lĩnh của Hamas ngày hôm qua tuyên bố rằng họ nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía Iran trong cuộc tấn công vào Israel lần này. Tuy nhiên, một số nhận định cho rằng vẫn còn cơ hội để vãn hồi tình hình tại khu vực, bởi vì Israel chắc chắn phải cân nhắc thấu đáo về hành động quân sự tiếp theo. Để thứ nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của số con tin được cho là đã lên tới con số hàng trăm mà Hamas đang bắt giữ trong cuộc tấn công vào sáng ngày 7 tháng 10. Tiếp đến là tránh kích động tâm lý thù địch với người Ả Rập và Hồi giáo trong khu vực đặc biệt là sau sự cố một cảnh sát Ai Cập nổ súng bắn chết hai du khách Israel vào chiều ngày 8 tháng 10, dù nguyên nhân thực tế phía sau hành động này là gì vẫn chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia khu vực và thế giới cũng đang tiến hành nhiều nỗ lực để hạ nhiệt căng thẳng, ngăn chặn nguy cơ toàn khu vực Trung Đông chìm sâu vào một vòng xoáy bạo lực đẫm máu mới, với những hậu quả khó lường hết được. Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại giải Gaza, cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông, Toe đã gọi đây là tình huống bên bờ vực nguy hiểm, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và bảo vệ dân thường. Trong khi đại diện cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, Volker Tour đã kêu gọi các bên cần ngừng ngay các hành động bạo lực để tránh thêm đổ máu. Mỹ có thể phải thất hứa với Ukraine để viện trợ cho Israel Lời hứa của ông Biden đặt câu hỏi về việc liệu Washington có thể tăng cường viện trợ quốc phòng cho Israel mà không tác động tới viện trợ cho Ukraine hay không, đặc biệt là khi Hạ viện Mỹ chưa tìm được lãnh đạo thay thế. Quan chức chính quyền ông Biden khẳng định Washington hoàn toàn có thể làm được cả hai, nhưng thừa nhận sẽ có những thách thức. Do Quốc hội Mỹ kiểm soát chi tiêu, nên ông Biden phải thuyết phục cả Thượng viện và Hạ viện thông qua luật bổ sung tài trợ. Các dự luật chi tiêu như vậy thường bắt nguồn từ Hạ viện và Chủ tịch Hạ viện. Lãnh đạo do đảng chiếm đa số bỏ phiếu chọn, sẽ quyết định dự luật nào được đưa ra biểu quyết. Hiện nay, Đảng Cộng hòa chiếm đa số xít sao 221-212 tại Hạ viện, Điều này khiến chỉ cần số ít đảng viên phản đối đã đủ để lật đổ cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào tuần trước. Việc ông McCarthy bị bãi nhiệm là điều chưa từng có tiền lệ nên hiện chưa rõ liệu hạ nghị sĩ Patrick McHenry, người giữ chức chủ tịch Hạ viện tạm thời, có thể tổ chức bỏ phiếu về các dự luật viện trợ hay không. Vấn đề càng phức tạp hơn khi nhiều thành viên cực hữu giúp lật đổ ông McCarthy có thái độ phản đối viện trợ cho Ukraine, bao gồm cả hạ nghị sĩ Jim Jordan, người đang dẫn đầu trong cuộc đua vào ghế chủ tịch Hạ viện. Tháng trước, chính đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã từ chối đưa viện trợ cho Ukraine vào dự luật chi tiêu được thông qua vào phút chót để ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho Israel mạnh mẽ hơn nhiều và đảng Cộng hòa có quan hệ gắn bó chặt chẽ với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Do đó, chính quyền ông Biden đang xem xét ràng buộc yêu cầu hỗ trợ cho Ukraine với đề nghị viện trợ cho Israel. Nhu cầu của Israel và Ukraine trông lấn ở mức nào? Israel là nước nhận hỗ trợ quân sự lâu dài và nguồn viện trợ ổn định từ Mỹ. Năm 2016, hai nước đã nhất trí thỏa thuận có thời hạn 10 năm trị giá 38 tỷ USD, bao gồm các khoản tài trợ hàng năm để mua thiết bị quân sự và khoản ngân sách phòng thủ tên lửa trị giá 5 tỷ USD. Trong xung đột hiện nay, nhu cầu chính của Israel là có vũ khí cầm tay cho bộ binh và tên lửa phòng không đánh chặn để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như các trung tâm chỉ huy, kiểm soát quân sự. Trong khi đó, Ukraine có nhu cầu về đạn dược, hệ thống phòng thủ tên lửa và phương tiện đường bộ khả năng Israel đã dùng gần hết đạn dược vũ khí cầm tay sau khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 là rất thấp. Còn về tên lửa phòng không, Israel sử dụng hệ thống Iron Dome vòng sắt được phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ. Iron Dome không dùng cùng loại tên lửa đánh chặn với hệ thống Patriot của Mỹ đang được triển khai ở Ukraine. Cả Israel và Ukraine đều sẽ được lợi nếu Quốc hội Mỹ phê chuẩn ngân sách giúp tăng cường năng lực sản xuất lâu dài của các nhà thầu quốc phòng tại nước này. Điều đó cũng sẽ giảm bớt nỗi lo cho rằng việc viện trợ vũ khí cho nước ngoài đang làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ và gây ra rủi ro đến an ninh quốc gia. Ông Biden vào hôm 10 tháng 10 cho biết, Nhà Trắng đã bắt đầu gửi viện trợ quân sự cho Israel, bao gồm tên lửa đánh chặn bổ sung cho Iron Dome. Theo Tổng thống Mỹ, khi quốc hội họp trở lại, chính quyền của ông sẽ yêu cầu các nhà lập pháp khẩn cấp hành động trước yêu cầu an ninh quốc gia của các đối tác quan trọng. Quốc hội có thể bỏ phiếu về dự luật chi tiêu kết hợp viện trợ cho cả Israel và Ukraine như đề xuất ngân sách mà ông Biden từng đưa ra vào tháng 8, kết hợp viện trợ cho Ukraine, cứu trợ thiên tai và kinh phí an ninh biên giới. Ngân sách viện trợ cho cả hai nước cũng có thể được đưa vào dự luật chi tiêu lớn hơn mà Quốc hội Mỹ phải thông qua vào cuối năm nay để duy trì hoạt động của chính phủ liên bang khi ngân sách chi tiêu tạm thời hết hạn vào tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine trong 24 giờ qua, trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng dương của Nga đã phối hợp với hàng không và pháo binh đẩy lùi hai cuộc tấn công của các đơn vị AFU gần Kaletcheka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, nhân lực và trang thiết bị của AFU đã bị tấn công gần Kudyomoka và Andreka. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 165 quân nhân thương vong, hai xe chiến đấu bọc thép và ba xe cơ giới. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng vô sốc của Nga phối hợp với trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các phân đội xung kích của Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 127 gần Prijunoi, vùng Zaporohi và giáng một đòn hỏa lực vào các đơn vị của Lữ đoàn Cơ giới 72 của AFU gần Novo Mikhailovka, Niskokoi, Donetsk. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 200 quân nhân thương vong, hai phương tiện cơ giới và một khẩu pháo D-20. Ngoài ra, một kho đạn dược giã chiến của lữ đoàn tấn công dù số 79 AFU bị phá hủy gần Novo Mikhailovka Donetsk. Theo hướng Karasny Liman, các đơn vị từ lực lượng Sen của Nga với trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 12 và lữ đoàn cơ giới số 63 của AFU về phía đông nam Kumino và Chevonaja Diborova, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào các cụm nhân lực và khí tài AFU gần Kamen Naija, Toskoi và Grigoroka. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 60 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, pháo D-30 và D-20. Theo hướng Kupian, các đơn vị từ lực lượng Japat của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của các phân đội xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới 115 AFU gần Liman Pervi, vùng Kharkov. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 25 lính Ukraina và 3 phương tiện cơ giới trong ngày. Trong quá trình phản công, quân Nga đã bắn trúng một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và hai hệ thống pháo tự hành Vozika của Ukraina. Theo hướng Japorohi, các đơn vị từ lực lượng Nga đã giáng đòn hỏa lực vào quân nhân và trang bị lữ đoàn tấn công đường không số 82 và lữ đoàn cơ giới hóa số 65 của AFU gần Rabotino và phía tây bắc Verbovoi, vùng Japorohi. Thiệt hại của AFU ở hướng trên lên tới hơn 80 quân nhân Ukraine, một xe tăng, ba xe bán tải, một pháo D-30 và một pháo M-46. Theo hướng Kherson, thiệt hại của AFU ở hướng trên là 50 quân nhân và 12 phương tiện cơ giới. Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài của AFU tại 118 khu vực trong ngày. Một kho vũ khí tên lửa và pháo binh của nhóm Liên hợp Kherson thuộc AFU đã bị phá hủy gần Davido Brod, vùng Kherson. Các sở chỉ huy của các lữ đoàn cơ giới số 67 và 118 AFU, trung đoàn 15 của vệ binh quốc gia Ukraine đã bị loại bỏ gần Sarabrianka và Odaroka, vùng Japorohi. Các cơ sở phòng không Nga đã phá hủy 19 UAV Ukraine gần Roman Noskoi, Chevonogoka, vùng Japorohi, Kajachi, Lageri, Novaja Khakoka và Kosuka, vùng Kherson. Quân đội Nga tuyên bố đã định vị và vô hiệu hóa một trong các nhóm biệt kích trinh sát của Ukraine cùng trạm tác chiến điện tử của đối phương ở tỉnh Kherson. Cụ thể, lữ đoàn trưởng lữ đoàn súng trường cơ giới với hô hiệu là Saman cho biết các binh sĩ của lữ đoàn phòng thủ duyên hải trực chiến ở vùng đảo Kherson, đồng bằng châu thổ sông Dnieper và đã nhận diện hạ gục một nhóm trinh sát biệt kích của Ukraine bố trí trên một tàu bỏ hoang được trang bị các thiết bị tác chiến điện tử. Theo viên chỉ huy này, các quân nhân Nga đã nhận ra một số vấn đề trong liên lạc khi UAV của họ tái định hướng tín hiệu, làm nghẽn kết nối. Saman nói, chúng tôi phát hiện một nhóm khoảng 8 người của lực lượng đối phương ở khu vực các đảo, họ ẩn nấp trong một con tàu bị trôi giạt sau lũ. Chúng tôi quyết định tấn công đối phương bằng tên lửa dẫn đường từ một chiếc xe tăng. Xe tăng đã tiêu diệt mục tiêu, giờ thì UAV của chúng tôi có thể bay thoải mái mà không bị can thiệp từ bên ngoài. Do vậy, chúng tôi có thể dễ dàng tiến hành nhiệm vụ trinh sát. Ukraine đã chiếm lại thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên, vào tháng 11 năm 2022. Nhưng thành phố này vẫn nằm trong tầm bắn của Nga và giao tranh hiện vẫn đang tiếp diễn xung quanh khu vực này. Đức đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1 tỷ euro cho Ukraine vào thứ Ba ngày 10 tháng 10, khi mùa đông đang đến gần. Gói viện trợ mùa đông bao gồm một hệ thống phòng không Patriot bổ sung, theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần trước. Bộ Quốc phòng Đức cho biết Berlin cũng sẽ gửi thêm hai hệ thống tên lửa phòng không Aristi trong tháng này nhằm tăng cường khả năng bảo vệ tầm gần và tầm trung. Các hệ thống Aristi được quân đội Ukraine rất ưa chuộng và thường sử dụng chúng để chống lại các máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Trong những tuần tới, Ukraine cũng sẽ nhận thêm 10 xe tăng Leopard hiện đại và 3 khẩu đội phòng không Gepard bổ sung, kèm theo nhiều đạn dược và phương tiện. Với gói viện trợ mùa đông mới này, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng của lực lượng vũ trang Ukraine trong những tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong một tuyên bố. Tổng thống Zelensky cho biết ông rất biết ơn Đức về gói viện trợ mới nhất. Đây chính xác là sự hỗ trợ mà chúng tôi cần và là sự hỗ trợ mà chúng tôi đã thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Nada, ông cho hay. Bộ Quốc phòng Đức không cho biết khi nào hệ thống Patriot mới do Mỹ hứa hẹn sẽ được chuyển giao. Tuy nhiên, việc đào tạo binh sĩ Ukraine cách sử dụng hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến sẽ bắt đầu trong những tuần tới. Bộ Quốc phòng Đức cho biết hệ thống Patriot sẽ được lấy từ nguồn dự trữ của quân đội nước này. Tuyên bố cho biết thêm, chính phủ Đức cũng sẽ chi khoảng 20 triệu euro cho gói hỗ trợ cho lực lượng đặc biệt Ukraine, bao gồm phương tiện, vũ khí và thiết bị cá nhân. Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Kiev sau Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Anh, gói viện trợ trên là một phần trong thỏa thuận hỗ trợ từ IFU đã được công bố, trong đó có khoản hỗ trợ năng lực phòng không trị giá hơn 70 triệu bảng Anh. Ngày hôm nay, Anh và năm nước Bắc Âu, bao gồm Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển, Iceland và Litva, đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 100 triệu bảng Anh, tương đương 123 triệu USD. Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ, gói hỗ trợ quân sự trích từ quỹ quốc tế dành cho Ukraine do Anh quản lý sẽ cung cấp thiết bị giúp các lực lượng Ukraine ra phá bom mìn, phá hủy các chướng ngại vật và xây dựng các vị trí phòng thủ để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, gói viện trợ trên là một phần trong thỏa thuận hỗ trợ từ AFU đã được công bố, trong đó có khoản hỗ trợ năng lực phòng không trị giá hơn 70 triệu bằng Anh. Năm 2022, Anh và Đan Mạch đã thành lập IFU, cơ chế tài chính sử dụng các khoản đóng góp của các đối tác quốc tế để trang bị viện trợ quân sự cho Ukraine. Cho đến nay, quỹ này đã thu được 785 triệu bảng. Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết nước này đang chuẩn bị cung cấp 200 triệu USD viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, bất chấp việc quốc hội loại trừ khoản viện trợ mới cho Kiev trong dự luật chi tiêu tạm thời được thông qua vào tháng trước nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với giới truyền thông rằng gói viện trợ này bao gồm các vũ khí phòng không như tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, đạn cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, tên lửa chống tăng TOW, đạn pháo 155mm và 105mm, các loại đạn dược cho vũ khí nhỏ, đạn phá để vượt chứng ngại vật, thiết bị chống máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Đây là lần thứ 48 chính quyền Mỹ sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống để cung cấp cho quân đội Ukraine các thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ. Thống kê cho thấy kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Nga và Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022, Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine khoảng 44 tỷ USD. Tờ Asia Times đưa tin, Nga đã chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình với toàn thế giới bằng cách trình làng tên lửa hành trình xuyên lục địa Buresvenik bài báo cho biết nga vừa thử nghiệm thành công một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới có tên chính thức là borisnevich và được các báo cáo gọi là flying chernobyl siêu vũ khí của ngày tận thế theo đó tên lửa borisvenich cùng với các siêu vũ khí khác mang lại cho nga nhiều lựa chọn trả đũa hơn nếu mỹ quyết định tiến hành cuộc tấn công bất ngờ trên biển và trên không Ngoài ra, Burasvenik cùng với tên lửa đạn đạo liên lục địa Samat, tên lửa siêu thanh Avangard, Kinjon và Zikon, cũng như ngư lôi hạt nhân Poseidon được phát triển để củng cố các hệ thống phòng thủ của đối phương. Burasvenik là một trong những hệ thống vũ khí mới nhất, theo Bộ Quốc phòng Nga. Tên lửa hành trình xuyên lục địa này có tầm bắn thực tế không giới hạn, có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Quân đội Nga lưu ý rằng tên lửa hành trình bay thấp này là bất khả xâm phạm trước tất cả các hệ thống phòng không hiện có và trong tương lai. Theo bộ trên, tên lửa Borisvedic có khả năng né các hệ thống phòng thủ tên lửa và phóng đầu đạn vào mục tiêu một cách bất ngờ. Trong quá trình bay, tên lửa liên tục đổi hướng nhằm tránh các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không trên biển. Chuyên gia quân sự Nga Alexei Lenkov mô tả Borisvedic như là một vũ khí trả đũa, được thiết kế để tấn công tiếp theo sau tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, đảm bảo khả năng san phẳng các cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên, chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.